tiên đập vô mắt mình là những cái loại hải sản nha, như tôm hùm, càng cua nè các bạn, có càng gà nữa nè. À, cái đó 150 ba con, phía bên đây là 100 ba con. Cái này 200 ba con, cái này 100 con. Rất là nhiều món ngon nha các bạn ơi. Người ta chị em hỏi là cái quán này mở cửa được mấy giờ đến mấy giờ? Từ 4 giờ tới 11 giờ. Từ 4 giờ tới 11 giờ. Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trong video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay mình đang có mặt tại địa chỉ là 1041-62-23 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 nha các bạn. Mình có ghé ngang đây và mình có thấy một cái xe hải sản nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn. Ở đây mình có thấy trước mắt là có bán cua, tôm hùm và những cái loại ốc nha các bạn ơi. Cái này là cái địa chỉ mà đối diện cái 1041-62-23 Trần Xuân Soạn các bạn. Hiện tại là bây giờ cô chủ mới dọn hàng ra luôn các bạn ơi. Wow, nhìn cái xe hải sản nhìn rất là bắt mắt luôn các bạn. Có là có thấy cua hấp sẵn nè các bạn ơi, hấp trước rồi đó. Để một lát mình có thể chế biến những món như là rang me hay là rang tỏi ớt này nọ đó. Hiện tại bây giờ là khoảng 4 giờ chiều tại Sài Gòn nha các bạn. Nhìn tôm hùm mà đã các bạn. Chưa bán tôm, cua và những cái loại ốc nha các bạn ơi. À, bây giờ mình trước mắt thì mình sẽ quay cho các bạn coi là cua và tôm trước nha, giữa là hải sản mà người ta thường hay ăn đó các bạn. Và sau đó là sẽ quay ốc và những cái loại khác nhé. Tiên đập cái mắt mình là những cái loại hải sản nha, như tôm hùm. Nếu mà phần này nướng không ai luôn nha chú. Ăn không chịu hết, thôi về cho mình ăn. Ăn không ăn chú, nó bán mình. Nước này đâu? Có gì rồi, ăn chung. Càng cua nè các bạn. Càng cua. Có càng gà nữa nè. Ốc này là ốc tỏi nha các bạn. Đây có cà na. Cà na. Đây là ốc mỡ. Đây là ốc lát. Đây là có ốc dừa nè, dừa và ốc hương nha. Còn với lại khác như là các bạn thấy không, đó là có là ốc nhung nè, ốc móng tay nè, cao nè, sò đẹp và sò lanh nha các bạn. Rất là nhiều món luôn nha các bạn ha. Bây giờ thì cô Tư và chú mới dọn ra, chú đang chế biến món ăn cho khách. Giờ mình sẽ rồi quay cái món ăn cho khách. Này chú đang làm cái món mà ốc cà na rang muối các bạn. Càng một phần nữa trong hai anh. Rất là nhiều món ngon nha các bạn ơi. Người ta chị em hỏi là cái quán này mở cửa được mấy giờ đến mấy giờ? Từ 4 giờ tới 11 giờ. Từ 4 giờ tới 11 giờ. Đây, ở đây là bán dạ. Cô gạch nó lấy về, cô gạch lấy sao? Có bao 100. Hả? Một tô 100. Dạ. Hai càng luôn. Nhỏ này ba con 200. Con cua này là nhiêu?
À, cái đó 150 ba con, phía bên đây là 100 ba con. Ừ, rất rất rất. Tôm mình bán sao vậy? À, cái này 200 ba con, cái này 100 con. 200 ba con ở đây. Ừ, con này, nhỏ. Này 100 con. Con. Ừ, 100 con. 100 con. Mình ốc, ốc là mình bán đồng giá. Đồng giá hả? Ốc là bao nhiêu chị? Này con lớn 40, nhỏ 30. Dạ, còn một cái phần ốc như ốc cà na. À, 50 hết, còn bộ là 50 hết. Càng ghẹ càng cua mình bán. Là một phần 122 lạng. Phần 122 lạng. Không em. À, để mình ra mình quay cua với các bạn. Tại mình nghe nói là cái phía bên đây nè các bạn. Cái này phía bên đây là cua là 100 ngàn là ba con. 150 nè. À, 100 ngàn ba con. Cho ba cho cái này 150 ba con đi. 100 ngàn ba con nha. Còn bên đây là giá 150 ba con. Ba con nè các bạn. Đây là cua 150 ba con nha. Đó bao nhiêu con? Còn đây là cái cua mà dạng 100 ngàn là ba con nè các bạn. Ê vô. Bên đây là con này một con 30 hoặc là 40 tùy size. Ờ được gì đó. Tôm hùm thì là bán theo cái con này các bạn, cái con này là 100k nha, 100k con tôm hùm này nha. Cái này mình được lựa không ta? Được. 100k nha. Đâu lấy gì đựng đây? Cái tôm nhỏ hơn chút xíu nè các bạn. Là 200 ngàn ba con nha các bạn. Cái này là loại 200 ngàn ba con nha. Tôm hùm baby các bạn. À, lựa bỏ đây đi. Nhìn rất là hấp dẫn và rất là bình dân luôn các bạn ạ. Ốc tỏi mà nhìn ốc tỏi có thể bán theo thời giá, như một con này là 30-40 tùy theo kích cỡ và size nha các bạn. Lựa gì lựa trước đi. À, kêu rồi cho mama má rồi. Bác chị gọi đang hấp bánh rồi. Thôi làm gì hay là nướng làm trước đi. À. Mới vừa dọn ra có rất là nhiều cắt rồi các bạn. Cua rất là nhiều luôn các bạn ơi. Cua này là không có cạn nha. Bây giờ có nhiều khách order trước rồi để mình order sau luôn nha các bạn. Tại bây giờ có nhiều người mình ưu tiên cho khách hàng mình trước nha. Đây giờ mình coi cảnh cua làm cua nè. Hai lạng trăm hai.
rất là nhiều món luôn các bạn ơi. Đặc biệt là tôm hộp nha, tôm hộp con cỡ như vậy là 100k con các bạn. Size này là mình thấy cái size này là 4 con 1 kg các bạn, là cô chỉ bán là 100.000, có thể là tôm chất chất gần ngọt rồi đó các bạn, thì cô sẽ bán giá rẻ nha. Chứ bình thường mà mua tôm còn sống cũng phải 700.000 một ký rồi, 750-800 một ký rồi. Size thì size 1 kg 4 con các bạn. Cái địa chỉ 1041-62 là xe Kham 3 nha. Tại ở đây địa chỉ là không có luôn các bạn. Cái đó là me đây anh xem qua nướng qua con nè, nướng hai con nè cho nó về luôn nè.
Cô gạch 768 con. 788. Hết luôn á con. Rồi lấy cô trà tỏi, cô gạch trà tỏi cho nó về nè. Rồi rồi. Cô gạch trà tỏi cho chị bầu nè, chị bầu. Gạch là chỉ còn con nhỏ thôi, hết con lớn rồi. Lấy ba con 200 đi. 200. Không, ba con 200. Ba con 200 đại lũ rồi. Ba con 200 đại lũ rồi. Ba con 200 đại lũ rồi. Trái tỏi cho con nha. Trái tỏi rồi. Lớn hơn gì vậy con? Lớn thịt phải không? Lớn thịt của thịt con ơi. Dạ cho con hai con thịt đi. Này càng cua là 60k một làng nữa mà. Càng cua nha. Này cái tỏi không? Cái tỏi cho em đó. Con nói con làm con bự hả? Cua đúng rồi, đúng rồi. Cua ngon. Làm cho khách trước là con sau cũng được, không sao đâu. Lát con đưa tiền dưới, lát con quay con lấy nha. Con đi qua bên kia nó đấy. Rồi khách trước đi. Dạ, nói con chứ. Thì cô đẩy cái đó lại đi, em làm muốn đi cho bây giờ luôn nè. Nếu mà con cua thật và cua gạch ở trong, các bạn nhớ mà cua thật này là 100k một con nha. Còn cua gạch mà thì còn lòng nhỏ là 200k ba con nha các bạn. Đây còn có ốc móng tay nữa nè. Chút nữa là mình coi cái tờ khăn giấy của cô, các bạn, các cô có để cái số điện thoại và cái địa chỉ các bạn. Có gì các bạn coi, các bạn đặt shipper qua cũng lấy được nha các bạn. Nói không? Đặt trước rồi nói cô là cho các bạn qua lấy được, chả đây chế biến rất là ngon luôn các bạn ơi. Giờ vô coi sư phụ làm bên trong nè. Cái con gạch là có kẹt mở không chú? Xài dầu không anh ơi, đây không có xài mở. Đây là món gì sư phụ? Xào tỏi. Xào tỏi à? Thank you.
còn có ba con nhỏ nè con ơi, bốn con. Cái này là ba con 200. Gạch xong đó. Để tôi coi tôi gạch nè. Cái gạch này giá nhiêu? 200 ba con. 200 ba con. Cái này nó nhỏ. Đây là con gạch nhỏ nè các bạn. Bè cay nhỏ nên chung luôn đó con ạ. Đây của này của thịt à. Cái lớn cái thịt đó. Lớn cái thịt thịt đó. Đang làm sư phụ đang chế biến món mà cua gạch xào tỏi nha các bạn. Cái này là cái địa chỉ của nó các bạn, cái địa chỉ đặt mặt cua và cái số điện thoại nha. Ở đây là quán ông cua, số điện thoại 0332913295 nha các bạn. Bán từ 4 giờ chiều và đến là 2 giờ 30 khuya hàng ngày nha các bạn ơi. Này cái quán ông cua thì chắc trên Facebook cũng có đó các bạn. Rồi đây là địa chỉ của quán các bạn. Đây là đối diện cái quán là cái 1041-62-23 nha các bạn. Cái địa chỉ đây nè. Đối diện qua nó sẽ ra cái quán này. Sau đây mình xin kết thúc video mình tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau nha. Rất vui được gặp lại các bạn trong những video sau này của mình. Và cảm ơn các bạn đã like và share cho kênh của mình nha các bạn.